Xin chào quý vị và các bạn, đây là cái máy cắt cỏ, cắt chuối, cắt cây chuối cho bò, cắt thứ ấy. Bây giờ nó nứt đây này. Đây, nó bị nứt đây. Nói chung là bây giờ nó không chạy được, cho nên tôi phải thay cái vỏ này. Nó nứt đây. Đấy, đây, các bạn thấy đấy. Bây giờ tôi phải quyết định thay vỏ này. Tiến hành vặn ra. Tức là thay vỏ máy đấy. Đây ta tiến hành đóng ra. Đấy, chúng ta tháo ra như vậy đấy. Đây cục rô to của nó đây, nó bị cọt đấy, các bạn thấy đấy. Đây nó bị vỡ cho nên bị cọt đấy. Chúng ta tiến hành vặn cái nắp này thì lấy cái cọc muối để đấu tù ở chỗ nào chúng ta dễ biết những cái muối nào tù, muối nào dây chung dây chạy như thế đấy. Đây các bạn thấy đấy, là thay tù như vậy. Bây giờ chúng ta lấy một cái buộc cho nó thành hình thành vào. Đấy, như vậy tôi làm khỏe sai mũi. Đây tôi phải kéo ra như thế này thì cho nó ra đằng ngoài. Chúng ta làm dấu trước cho chắc chắn đấy nè, sau này chỉ làm chứ chúng ta làm như vậy nếu làm là sao khó tìm, cho nên chúng ta chắc chắn được trước. Buộc cái nó dây vào đây. Đó, đó. Ký hiệu của dây nguồn đấy. Con cắt tay rồi.
Đấy, đây là dây tù. Đấy, dây này ta rút ra. Đấy, ta sẽ biết đây hai dây nguồn và hai dây nguồn ở đây. Ít sẽ là cọt. Đấy. Chúng ta tiến hành lấy một cái máy như thế này. Đấy. Cắt bỏ. Không biết sao lại giật nhỉ. Còn còn chạm vào đâu à, sao nhiễm mà nhiễm điện đây, nhưng cái này sao mà giật đấy đi ra trù. Đây, chúng ta tiến hành phải phá vỏ này, phá cho vỏ đó. Chắc quá điều chỉ nhiêu nhiêu tiền quả thôi, đừng tới điện cho anh nhá. Trời là tính nhiêu tiền mới cho nhạc rắc rủi chứ có nhiêu tiền mới. Lá mày khờ ra chứ có phải là rồi. Vài ba đô. Thì vài ba chục rồi là. Em sửa nhanh hết. Nhá, nó mới đến vô. Em nó nghĩ hư rồi nè này, cái này động. Dạ rồi rồi rồi, để em coi kêu ra. Có khả... mẹ. Dạ, cũng có khả năng hồng rồi nữa đó. Rút chơi bắt đánh. À, rút đây. Rồi rồi. Đó đấy. Đấy các bạn thấy đấy. Thân thân vò bị vỡ đấy. Đập luôn đi. Còn cái này đây. Thôi. Có thì ai gọi đóng với rồi. Đây chúng ta tiến hành soi với hai lỗ này. Mẹ đóng việc à? Rồi đấy, thôi chúng ta xoáy hai lỗ như vậy. Ta đánh nha. Chúng ta đánh cái này. Đấy, các bạn thấy đấy. Cái khung đầu này to, nó rộng hơn, nó đến đây khớp cái này. Đấy. Cho nên chúng ta phải đút cái ấy đầu này vào trước. Đấy, chúng ta lấy một ít nhớt. Chúng ta tạo đồ trơn cho nó. Đấy. Chỉ có là đầu này. Nhớ quá. Đây chúng ta tiến hành bôi trơn vào. Các bạn phải tạo độ trơn cho nó.
đấy, đặc biệt là đây chúng ta cùng tạo độ trơn cho nó, đây các góc này. Đấy, cái này đã tiếp xúc với mặt bám của nó nên chúng ta phải bôi trơn rồi. Đấy, chúng ta bây giờ phải định vị cái hướng ta để như đâu này dây dây đây thì chúng ta phải cho nó đâu cái lỗ này. Đấy các bạn thấy đấy, đầu lỗ này chúng ta phải thỏng như thế này. Đấy, chúng ta bỏ cho đều vào. Đấy, nhấn xuống đấy. Các bạn thấy đấy, nó lại xuống đấy. Bây giờ chúng ta tiến hành bỏ bên trên ạ. Rồi sau chúng ta đẩy vào. Bây giờ chúng ta bắt lên bên trên. Đây, những cái nào bắt dây, chúng ta bắt dây vào. Thì vào trước. Chúng ta bắt dây như thế này nó làm cẩn thận đằng trước hơn đằng sau nên chúng ta có bắt dây vào rồi, sau đó chúng ta tiến hành đóng, chúng ta biết cách đóng ấy là nó vào thôi. Đây dây này dây đấy, dây nguồn gọi là dây chung á, chung chạy đây. Đây chúng ta cho cái này lên đây này, chung đây. Cho cái này bật vào tủ. Đấy, chúng ta đấu đúng như vậy đấy. Bây giờ chúng ta chỉ có việc đóng thôi. Đóng, cho nên dây này. Dây này để lên này, đấu dây tàu. Đấy, chúng ta như vậy đấy. Dạ. Dạ. À, khỏe ăn. Mở đội. Đấy, chúng ta bỏ vào đấy. Bỏ vào như vậy đấy. Thích vào rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành đóng. Đóng cho nó xuống này.
không biết khó không, tại vì bây giờ là giai đoạn quyết định này. Đấy, rất căng. Các bạn thấy đó. Đây, chúng ta tiến hành đóng đều vào. Đây, chúng ta có đóng đều vào. Đây, chúng ta thử thổ như thế nào, có được xuống có đều không? Đấy, cũng được đấy nhỉ. Đấy, có vẻ ok. Xem như thế nào. Có vẻ được rồi đấy. Giấu. Đấy, chúng ta vặn cái này vào trước xem sao. Đây, chúng ta phải làm trơn hai đầu này. Đấy, chúng ta bỏ xem như thế nào. Bỏ. Ôi xa, chặt quá. Chặt quá. Đấy. Cho lại đầu kia một tay nữa thì đúng hơn, đẹp hơn. Đấy, chúng ta tiến hành đấu ghép lại đấy.
lấy như vậy đó. Đấu lại những mũi nào bên trên này thì chúng ta đấu lại, lấy vít ta vặn vào. Đây là dây tụ bắt đầu à. Đấy các bạn thấy đấy, chạy rất tốt rồi đấy. Đấy vậy chúng ta lắp vỏ lắp ấy vào là hoàn thành thôi đấy. Giờ thay vỏ rồi. Đấy các bạn thấy đấy. Thôi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn.